Thưa quý vị, bước vào năm học mới cùng với niềm vui tới trường của các em học sinh, sinh viên là kéo theo rất nhiều âu lo về gánh nặng chi phí học tập trong mỗi gia đình có con em đang đi học. Chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên từ nhiều năm nay đã giúp chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập cho các gia đình có con em đang đi học. Bà Lê Thị Hoa hiện có hai con đang theo học Đại học Y và Học viện Kỹ thuật Mật Mã. Việc bán hàng tạp hóa và sửa quần áo thuê của bà chẳng thể đủ trang trải chi phí học tập và sinh hoạt cho các con. Nên ngay từ năm 2016, bà đã làm hồ sơ vay vốn học sinh sinh viên. Đến nay gia đình bà vẫn thực hiện vay hai sổ tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Hai cháu học liền nhau hơi nhiều nên là cũng vay để thôi gọi là hỗ trợ thêm một phần nào đó để cho các cháu nó học hành. Ông Vũ Văn Đủ vốn là lái xe, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc của ông đã phải dừng lại từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, nhờ việc được vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên từ năm 2018, nên con trai của ông vẫn có thể yên tâm học tập mà không phải lo về tiền học phí hàng tháng. Như chúng tôi ở nhà giờ thì nông dân kiếm tiền thì nó khó, cứ phải vay cái đấy thì nó mới có tiền cho các bạn học được, chứ không có thì không lo nổi. Chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai từ năm 2007. Đến nay đã có trên 200.000 học sinh sinh viên của tỉnh Hưng Yên được nhận vay vốn. Tổng số vốn cho vay là trên 1.100 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến các gia đình có con em đang đi học, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có những điều chỉnh để đơn giản thuận tiện thủ tục cho vay. Cái việc lấy cái giấy xác nhận của học sinh sinh viên đối với nhà trường thì cũng có những cái rất là khó khăn. Ngân hàng Xã hội thay đổi bằng hình thức là nhận giấy qua đường bưu điện hoặc là gửi qua thư điện tử. Giảng đường của các trường đại học cao đẳng chuẩn bị mở cửa đón lớp sinh viên mới cũng là lúc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với chính quyền các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn vay, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tri thức và lao động có tay nghề cho xã hội.